Ngày 23 tháng 10, Thiếu tá Văn Thanh Lộc, đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương và người dân để tìm kiếm một người có quốc tịch Hàn Quốc bị mất tích khi tắm biển. Trước đó khoảng 17 giờ 20 phút ngày 22 tháng 10, hai người đàn ông tên LCH và anh BHG cùng sinh năm 1999 mang quốc tịch Hàn Quốc tắm biển tại bãi tắm An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày thì anh BHG bị đuối nước và mất tích. Ngay khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Cửa Đại đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển. Đến 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 thì tìm thấy thi thể của anh BHG tại khu vực bờ biển Cửa Đại, phường Cửa Đại.